Giao thông Vận tải tiếp tục có công điện gửi các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão. Tang thương bao trùm làng Nú, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến gần 100 người chết và mất tích. Cháu không sống được nữa. Tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày, những ngày này, đồng bào Tây Nguyên đã có những hành động sẻ chia với người dân các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Và không chỉ bà con tại Tây Nguyên, những ngày này thì người dân cả nước đều hướng về miền Bắc, nơi đang phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Và những hình ảnh này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật. Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ. Hai đối tượng là Ngô Văn Tuấn sinh năm 1988, trú Hải Phòng và Nguyễn Thị Thế sinh năm 1994, trú tại Nghệ An. Trước đó, Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thế bị Công an huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã hồi tháng 8 năm nay cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi phát hiện hai đối tượng này, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và triển khai kế hoạch truy bắt, đồng thời cử hai tổ công tác trực tiếp xác minh trên địa bàn huyện Diễn Châu và thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thông tin hai đối tượng đang lẫn trốn. Chiều ngày 8 tháng 9 tại xóm Trung Sông, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tổ công tác Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thế. Tiếp đó, trưa ngày 9 tháng 9 tại phường Hòa Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tuấn. Tống tiền bạn gái cũ bằng clip nóng, một đối tượng đã bị Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Đối tượng là Phạm Văn Ngọc, sinh năm 2005 ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa. Tại Công an, Phạm Văn Ngọc khai nhận khoảng tháng 1 năm 2023, qua mạng xã hội, Ngọc làm quen với bạn gái và nảy sinh tình cảm với nhau. Trong thời gian này, Ngọc nhiều lần dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người. Sau đó, mỗi khi cần tiền tiêu xài, Ngọc lại dùng chính những clip này để đe dọa buộc bạn gái phải đưa tiền. Sau đó, Ngọc liên tục sử dụng những clip nhạy cảm của hai người gửi cho người thân trong gia đình bạn gái. Thậm chí các clip nhạy cảm này còn bị đăng tải trên mạng xã hội. Bức xúc trước sự việc này, người bạn gái đã đến cơ quan công an để tố cáo các sai phạm của Ngọc. Bất chấp đúng sai, một nhóm gồm 5 thanh niên cùng trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tông xe vào một nhóm thanh niên khác và lấy đi một xe máy. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên nói trên. Nhóm đối tượng từ 17 đến 23 tuổi gồm Lê Minh Sinh, Kiều Minh Đạt, Huỳnh Văn Nhớ Hoài, Hà Hoài Nguyên và Nguyễn Phạm Huy Hùng. Cụ thể, vào sáng ngày 9 tháng 9, Sinh, Đạt, Hoài điều khiển xe máy đến một cây xăng. Trên đường Ngô Quyền thì rủ nhau mang theo hung khí đi đánh nhau. Chưa dừng lại, Hoài gặp và rủ thêm Hoàng Nguyên, Huy Hùng cùng tham gia. Khi di chuyển trên đường Bạch Đằng hướng về đường Như Nguyệt, cả nhóm nghe tiếng nẹt bô cầm vỏ chai bia rú hét của nhóm Trần Phước Lộc, trú quận Cẩm Lệ, nên ra hiệu quay lại, cầm rửa hù dọa đòi đánh. Lê Minh Sinh tông vào xe của Lộc khiến Lộc hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Sinh, Đạt, Hoài nảy ra ý định cướp xe của Lộc chạy, vừa đưa về cất giấu dưới chân cầu sông Hàn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố và tạm giữ đối với Sinh, Đạt và Hoài cùng về tội cướp tài sản, đồng thời truy thu được xe máy của Lộc để phục vụ điều tra làm rõ. Ngày 11 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử lưu động sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép 34 bánh heroin đối với hai bị cáo Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết cùng trú Thái Nguyên. Đây là vụ vận chuyển số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo cáo trạng, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nên Lã Thị Tuyết sinh năm 1975 và Vương Văn Đức sinh năm 1983 đồng ý nhận vận chuyển ma túy cho đối tượng tên Thành từ Lào về Việt Nam. Thành đưa cho Đức và Tuyết mỗi người 2 triệu đồng để làm lộ phí. Khi sang Lào, Tuyết và Đức đã gặp đối tượng tên Cường. Cường đã giao cho Đức một ba lô chứa 18 bánh heroin và giao cho Tuyết một ba lô chứa 16 bánh heroin. Đối tượng Cường hứa sau khi cổng hàng về Việt Nam thì sẽ trả cho mỗi người là 170 triệu đồng tiền công. Khi Đức và Tuyết mang ma túy về đến khu vực đường tuần tra biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận thôn Lệch, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi thì bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.
Với hành vi phạm tội trên, hội đồng xét xử tuyên phạt cả hai bị cáo mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đơn vị chức năng của Thái Lan đã bắt giữ 1.607 nghi phạm ma túy ở 6 tỉnh phía Bắc trong năm nay và thu giữ một khối lượng lớn chất gây nghiện này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, lực lượng đặc nhiệm 35 đơn vị trấn áp ma túy miền Bắc Thái Lan đã tham gia 44 chiến dịch ma túy, tiêu diệt 31 nghi phạm, thu giữ 256 triệu viên ma túy đá, 2,68 tấn ma túy đá dạng tinh thể, 375 kg heroin, 206 kg thuốc phiện thô và 21 kg ketamine tại 18 huyện thuộc 6 tỉnh phía Bắc, chủ yếu ở Chiang Mai và Chiang Rai. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 35 cho biết, số hàng trên thuộc sở hữu của hai nhóm đường dây ma túy ở Thái Lan. Nhóm đầu tiên bao gồm các mạng lưới buôn lậu ma túy vào khu vực phía nam đất nước và Malaysia. Nhóm còn lại là những kẻ vận chuyển ma túy đến các khu vực miền Trung và miền Đông. Ngày 10 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã vô tình giết chết ba con tin người Israel trong lúc truy lùng chỉ huy lữ đoàn Hamas ở phía bắc Gaza vào tháng 11 năm 2023. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, IDF từng tiết lộ đã tìm thấy thi thể 5 con tin, ba trong số đó liên quan đến vụ việc đang được đề cập. Không giống như trong cuộc họp báo thường lệ, IDF không đổ lỗi cho Hamas mà đưa ra ám chỉ rằng cuộc không kích của họ có thể đã giết chết ba con tin, nhưng họ sẽ không xác nhận bất cứ điều gì cho đến sau cuộc điều tra pháp y. Cho đến đêm ngày 10 tháng 9, IDF đã xác nhận sai lầm của mình trên kênh truyền hình Channel 12. Tuy nhiên, quân đội Israel đã phản đối việc kênh này mô tả vụ việc là sự che đậy, thiếu lời giải thích mạch lạc từ IDF trong việc công bố kết quả điều tra cho công chúng. Bộ Giao thông Vận tải vừa tiếp tục có công điện gửi các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các địa phương, khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Khẩn trương kiểm tra rà soát các cầu bắc qua sông đang bị ảnh hưởng của mưa lũ để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa, tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là các trục giao thông chính, tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Nước lũ trên sông Ninh Cơ dâng cao chảy xiết vượt mức báo động 3, khiến cầu phao Ninh Cường nối hai huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh, tỉnh Nam Định bị đứt. Đại diện Ban Quản lý Bến Cầu Phao Ninh Cường cho biết, tối qua ngày 11 tháng 9, do sức ép của dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về, hệ thống liên kết giữa các phao dầm của cầu phao Ninh Cường đã bị tách rời, hư hỏng. Toàn bộ hệ thống neo cầu phao bị xê dịch về phía hạ lưu. Trước đó, do tình hình thời tiết, mưa lũ, cầu phao Ninh Cường đã dừng hoạt động từ 14 giờ ngày 10 tháng 9 đến khi đủ điều kiện an toàn mới hoạt động trở lại. Tăng cường phương án phòng tránh chướng ngại vật va trôi nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình cầu vượt sông. Đề nghị này được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra với Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam. Theo đó, thì khi xuất hiện các chướng ngại vật có nguy cơ đâm va vào các cầu vượt sông trên địa bàn thành phố, Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam thông báo ngay cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để có phương án đảm bảo an toàn cho các cầu vượt sông cũng như người dân và phương tiện. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông dâng cao và chảy xiết khiến nhiều tàu thuyền, xà lan trôi tự do đâm va vào các cây cầu ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, gây nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã mở một lối tạm từ cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 128 500 để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân nhiều xã của huyện Trấn Yên, Yên Bái, nơi người dân đang bị cô lập do mưa lũ và sạt lở. Đây là con đường công vụ phục vụ thi công tuyến cao tốc trước đây nên thuận tiện nhất cho đoàn xe tiếp cận khu vực đang bị cô lập của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông cùng ứng trực tại đây để hướng dẫn phân luồng cho các đoàn xe chở nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân.
Thưa quý vị, trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động vận tải chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình diễn ra rầm rộ với lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các đợt cao điểm kiểm soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông, trong đó có xử lý nghiêm các trường hợp xe cơi nới chở quá khổ, quá tải. Chốt kiểm tra tải trọng phương tiện của tổ tuần tra cảnh sát giao thông thị xã Đức Phổ, công an tỉnh Quảng Ngãi trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp xe chở vật liệu xây dựng vượt tải trọng cho phép. Như trường hợp này, qua kiểm tra, phương tiện chở vượt quá gần 30% tải trọng cho phép. Với lỗi vi phạm trên, chủ phương tiện có thể bị phạt hành chính lên đến gần 7 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng. Rút kinh nghiệm em cho múc ít lạ để cho tạo cho đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian gần đây thì đối với các vi phạm của tài xế thì mức chủ yếu là vượt từ 10% đến 30%. Thời gian trước đây có những xe có thể phương tiện để vượt đến 100 đến 150%. Thì hiện nay thì tình trạng đó nó không còn tái diễn. 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành dừng kiểm tra trên 5.100 phương tiện, lập biên bản khoảng gần 1.200 trường hợp vi phạm, tiến hành xử phạt 865 trường hợp với tổng số tiền trên 8,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 330 trường hợp, tước kiểm định 6 trường hợp, tước phù hiệu 310 trường hợp. Từ đây đến cuối năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ đồng đốc các tổ công an địa phương cũng như là các tổ của Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát theo các nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an chỉ đạo, trong đó có nhóm chuyên đề về chạy quá tốc độ quy định, thay đổi kích thước thùng xe, quá tải quá khổ để xử lý nghiêm các trường hợp này với phương châm là thượng tôn pháp luật và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cũng theo lực lượng chức năng, những tháng cuối năm là thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Để đảm bảo an toàn, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng thiết bị và phương tiện, thực hiện cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Tang thương bao trùm làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến gần 100 người chết và mất tích. Tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày, những ngày này, đồng bào Tây Nguyên đã có những hành động sẻ chia với người dân các tỉnh miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 7 giờ sáng nay, số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc đã lên tới con số là 325 người, trong đó 197 người chết và 128 người mất tích. Có 807 người bị thương, hơn 253.100 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại. Lào Cai là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người khi có 177 người chết và mất tích. Riêng trận lũ ống kinh hoàng xảy ra lúc 6 giờ ngày 10 tháng 9 đã xóa sổ hoàn toàn thôn làng Nũ nằm dưới chân núi Con Voi, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngôi làng này đã có gần 100 người chết và mất tích. Đau thương, tang tóc bao trùm lên cả một làng quê vốn yên bình suốt nhiều thế hệ. Dưới đống bùn đất khổng lồ này từng là nơi sinh sống của 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu. Chỉ trong vòng 2 phút, trận lũ quét sạt lở kinh hoàng đã biến cả một ngôi làng thành đống đổ nát, vùi lấp hơn 100 nạn nhân xấu số khi họ còn chưa kịp tỉnh giấc. Chỉ có vài chục người trong thôn làng Nũ may mắn thoát nạn vì sinh sống ở trên các sườn đồi cao. Bắt đầu thấy nổ một phát như bom ấy, nó nổ, xong bắt đầu lại tiếp tục và nó rung, trắng xóa, nó xoáy lên. Xong bắt đầu thấy một phát là cứ gọi là một mảng như con rắn nó cuộn ấy. Nó lao xuống, nó lại lên, lúc gần đến bản phát nó cao tầm 100 mét, bắt đầu nó vố một phát xuống là không nhìn thấy gì nữa. Còn các cháu ở bên này thì với mẹ nữa, với lại hai đứa em thím, với lại bốn đứa cháu nữa là đi hết, gọi là không còn cái gì nữa.
lượng bùn đất khổng lồ cùng với nước chảy xiết và những khối bê tông gạch đá lớn không ngăn được quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân của lực lượng cứu hộ. Bởi ở trên bờ là rất nhiều người thân của nạn nhân đang ngày đêm trông ngóng, lật từng gốc cây bụi cỏ, thậm chí lặn tìm dưới dòng nước lũ đục ngầu, những nạn nhân xấu số đã được lực lượng cứu hộ đưa về với người thân. Gia đình chị Nhuần có 7 người thì 5 người bị vùi lấp khi lũ quét ập đến. Chỉ có chị Nhuần và một đứa cháu gái may mắn sống sót. Ở bên đấy thì có bà với lại chị dâu với anh trai với hai ba đứa cháu. Bà thì chưa thấy, với lại anh trai với chị dâu chưa thấy, còn hai đứa cháu trai thì thấy rồi nhưng mà mất. Còn đứa gái thì 5 tuổi thì thấy, bây giờ đang cấp cứu ở trên bệnh viện. Tốc độ tìm kiếm được đẩy nhanh cũng là lúc hàng chục chiếc quan tài lần lượt được chuyển đến. Ngay trong buổi chiều qua, 35 nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục mai táng ngay sau khi được tìm thấy. Theo lãnh đạo địa phương, Lào Cai chưa bao giờ trải qua những ngày đau thương như thế này. Chúng tôi thì có rất nhiều cái mốc lịch sử lũ, đấy là năm 1971. Sau đó thì có một số các cái trận từ năm 2000 gần đây nhất là 2008. Sau đó đến 2013, 2016. Nhưng mà thiệt hại ấy, thì từ trước đến lớn nhất thì mới có 14 người chết thôi. Và có thể nói rằng là gần 100 năm nay thì lần đầu tiên có một cái số lượng người chết trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Hiện nay chúng tôi đã thống kê được là trên 50 người chết và 65 người vẫn mất tích. Sáng nay các cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng, phương tiện vào hiện trường với quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ 60 nạn nhân còn đang mất tích trong thời gian nhanh nhất. Tình hình sạt lở đất vẫn diễn biến phức tạp tại tỉnh Lào Cai. Tại địa phương này, hiện đang có 3 vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong và mất tích. Riêng tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đang có 2 vụ sạt lở. Một là tại nhà máy thủy điện Nậm Lúc, hiện đang có 4 người bị mắc kẹt. Vụ thứ hai là tại thôn Nậm Tông, khiến 7 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Lực lượng chức năng phải mất 4 giờ đồng hồ đi bộ băng qua rừng mới có thể tiếp cận đến điểm sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Trên đường đi có hàng trăm điểm sạt lở nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, trên điểm sạt lở có một hồ nước khoảng 2.000 m2 tiếp tục bị rò nước, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Điền xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông có 15 hộ với 80 nhân khẩu. Vụ sạt lở đất và lũ ống xảy ra vào hồi 14 giờ ngày 10 tháng 9 đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà dân, khiến 5 người chết, 13 người mất tích và 11 người bị thương. Các lực lượng vẫn nỗ lực hết sức, tập trung thông đường giao thông đến Nậm Tông, phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lũ vẫn đang diễn biến thất thường và để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hiện các địa phương tiếp tục di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tránh lũ, đồng thời hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập. Hôm nay đã là ngày thứ tư, nhiều địa bàn dân cư tại tỉnh Tuyên Quang vẫn bị chia cắt cô lập do nước lũ. Các lực lượng chức năng đang bám trụ địa bàn, căng sức hỗ trợ người dân chống lũ, đón nhận vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân. Tới thời điểm này, vẫn còn 6 xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị cô lập trong nước lũ. Tại Cao Bằng, cho đến hiện tại đã có 34 người chết, 18 người mất tích do sạt lở đất tại 3 xóm thuộc các xã Ca Thành và xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt. Hiện tại, từ thị trấn Nguyên Bình lên các vị trí sạt lở tại xóm Khuôi Ngọa, xã Ca Thành chỉ hơn 20 km, nhưng lại có đến khoảng 35 điểm sạt lở lớn nhỏ dọc đường đi. Ngay trong tối qua, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc di chuyển khẩn cấp toàn bộ 136 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Tại phường Quang Hanh đã xuất hiện một khe nứt và tình trạng sụt lún. Thành phố Cẩm Phả đã tổ chức lập các chốt chặn và tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 18. Trong sáng nay, thành phố sẽ tổ chức khoan, quan trắc tại khu vực này để có phương án xử lý lâu dài. Mực nước các sông ở miền Bắc đã dâng cao sau những ảnh hưởng của cơn bão số 3, có nơi lên mức báo động 3. Trong ngày và đêm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã dùng cano xuồng máy luồn lách vào các ngõ hẻm, tiếp cận các hộ gia đình để đưa hơn 12.000 người dân đến nơi an toàn.
Toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 626 km đê với 28 điểm đê sung yếu. Các địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để gia cố các tuyến đê bao. Lực lượng chức năng ứng trực 24 trên 24 giờ, di dời 100% người dân ven đê đến nơi an toàn. Có 16 xã nằm ven sông Hồng chạy dọc theo tuyến đê của huyện Đan Phượng. Đây là tuyến đê cấp 1 của thành phố. Hiện mực nước sông Hồng cách mặt đê 8 mét. Nhiều xã đã thực hiện gia cố những tuyến đê bao cả đêm qua. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vẫn đang gây nhiều tổn thất nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực miền núi. Hiện nay, tình hình thiên tai trên địa bàn miền núi Thanh Hóa vẫn đang tiếp diễn. Một số khu vực đang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, lũ trên các sông đang dao động ở mức cao, nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến tài sản của nhà nước và nhân dân. Mưa lớn vừa qua đã làm nước sông Âm dâng cao, chảy xiết, gây sói lở 1.000 mét bờ sông trên địa bàn xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Tình trạng sạt lở khu vực bờ sông Âm diễn biến nghiêm trọng, nước lũ đã cuốn trôi gần 5 hectare ruộng mía của bà con và tiếp tục lấn sâu vào bờ. Đây mía rồi nha. Đây bắt đây, giờ mới được bao nhiêu mía. Mình đi mới sát cho nữa là ở lắm. Hắn là nguy hiểm là nói chung là mất đất của nhân dân. Địa phương là đã thông báo cho các thôn trên loa phát thanh truyền thanh của thôn để cho cảnh báo cho nhân dân về các cái điểm sạt lở. Và cũng chú ý khi đi canh tác hoa màu ngoài bãi và ruộng. Nhiều vị trí tại huyện miền núi Thường Xuân bị sạt lở ta luy dương do mưa lớn. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở đất đá trên tuyến đường tỉnh lộ 579. Vị trí này bị sạt lở hàng trăm khối đất đá, rất mất an toàn cho người dân lưu thông. Mưa to đến rất to vẫn xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi, đặc biệt chiều tối và đêm càng gây nguy cơ cao sạt lở tại vị trí tuyến đường giao thông này. Tuyến đường tỉnh lộ 519 đi qua địa bàn thị trấn Thường Xuân đến xã Vạn Xuân của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã do mưa lớn đã bị sạt lở với hàng trăm khối đất đá làm gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên thì chỉ trong một thời gian thì các lực lượng chức năng đã huy động tập trung phương tiện và máy móc để san gạt, giải tỏa khối lượng đất đá này, đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt. Đến bây giờ địa phương đang vẫn tiếp tục cắt cử các đoàn công tác xuống các địa phương để chỉ đạo nhân dân, đặc biệt là các cái điểm sạt lở, các cái điểm sạt lở tại sông Âm thì chúng ta đã cắm biển và cho người theo dõi thường xuyên. Rồi các cái điểm sạt trượt cũng đều có cắm biển và đã đấu mối với các ban quản lý giao thông là xử lý ngay các cái điểm sạt xuống để lưu thông giao thông kịp thời. Theo báo cáo nhanh, mưa lũ đang gây sạt lở ta luy dương, ta luy âm, sạt lở sa bồi mặt đường hơn 510 vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ của Thanh Hóa, làm sói lở gần 1.200 mét bờ sông, suối, hàng trăm mét kênh mương bị hư hỏng. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tổ chức các đoàn kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiên tai, nên người dân tỉnh Phú Yên càng thêm thấu hiểu những mất mát, khó khăn mà nhân dân các tỉnh phía Bắc phải đối diện trong những ngày này. Cũng chính vì thế, người dân ở đây cũng đã tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào các tỉnh miền Bắc theo nhiều cách khác nhau. Căn nhà nằm trên đường Duy Tân hai ngày nay nhộn nhịp hẳn hơn mỗi ngày. Người đến mang theo nước, gạo, người thì mì tôm, xì dầu và cả quần áo. Chị Đào vốn sinh ra ở miền Bắc và sống ở Phú Yên. Mấy ngày qua chứng kiến mất mát của người dân các tỉnh phía Bắc, chị đã nhiều lần không cầm được lòng. Và khi nghe tin ở Phú Yên, quyên góp nhu yếu phẩm để ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc, chị đã dành hẳn 2 ngày tình nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm của gia đình và người thân đến đây để kịp đưa đến với bà con vùng thiên tai. Chị ơi, thì bà con miền Trung của mình là cũng lũ lụt và tất cả ba miền chung tay, tới giờ mọi người cũng vậy, cũng như đau từng khúc ruột và đứt từng khúc ruột của mình. Nhìn thấy cầm không được cũng như cha mẹ anh em mình vậy thôi, thì cứ thế làm thôi ạ. Chứ có gì đâu, mỗi người một chút chị ạ. Hôm nay đã là chuyến hàng thứ hai, chị Châu và những người bạn của mình quyên góp đồ dùng thiết yếu của người dân Phú Yên gửi tặng bà con vùng ảnh hưởng thiên tai ở miền Bắc. Hôm nay nữa là đã có gần 50 tấn hàng được chuyển đi. Điều dễ dàng thấy được là tinh thần của người dân Phú Yên. Người có nhiều gấp nhiều, người có ít gấp ít, và người không có tiền thì gấp công. Những tình nguyện viên này suốt 3 ngày qua, họ đã có mặt ở đây để nhận và chuyển hàng lên xe. Dạ, lần đầu thì lượng hàng của em cũng tầm mua mấy tấn đó chị, lần này thì gấp 3 lần bữa hôm qua chị. Nói chung bữa nay tinh thần em thấy là người Phú Yên là rất là cùng đồng lòng, cùng chia sẻ hoàn cảnh đối với những người miền Bắc ạ.
Dạ, cô Yên cũng rất là chung tay cùng ủng hộ cho mong cho miền Bắc này sẽ vượt qua cái đợt lũ này ạ. Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, nên người dân Phú Yên càng thấu hiểu những khó khăn mà người dân miền Bắc đã và đang trải qua. Vì thế, hơn bao giờ hết, sự san sẻ của nhân dân Phú Yên cũng như người dân cả nước chính là cách để tiếp sức cho bà con miền Bắc thêm vững tin vượt qua phần nào khó khăn mà thiên tai đã gây ra dồn dập. Ở tận vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên cũng đã có những hành động sẻ chia với người dân các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết yêu thương nhau của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, đây là các bà các mẹ đồng bào Mơ Nông ở xã Đắk Liên, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Và cũng chính là những Phật tử ở khu vực này đang gùi đầu phộng đến chùa và đóng góp công sức của mình để có thể kịp thời gửi đến những bà con ở vùng núi phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày, hàng trăm Phật tử với đa số là đồng bào Mơ Nông Ê Đê đến chùa Quảng Trạch ở xã Đắk Liên, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi người một việc, ai nấy cũng khẩn trương, nhanh chóng để kịp làm những hũ đậu yêu thương gửi ra miền Bắc. Lũ lụt à, cũng là bạn bè trong Lạng Sơn về Lai Châu á, cho nên là mình thương á, thương mà không biết làm gì á, cho nên là mình làm có công ít thì góp ít, có công nhiều thì góp nhiều. Dù đã ngoài 70, cụ ông Y Găng Ông cũng không quản ngại đi bộ hơn 7 cây số từ nhà đến chùa để góp chút tấm lòng của mình. Từng hũ đậu được ông đóng gói cẩn thận từ trong ra ngoài để đảm bảo vẹn nguyên tình cảm của đồng bào Tây Nguyên khi đến tay người dân vùng thiên tai. Mình góp sức góp lòng cho người bị nạn, đi kia để tội nghiệp để chết người nữa, lụt lụt từ hư nhà hư cửa, mình góp sức dọc lòng cho anh em bên kia, mình thương lắm. Đa số bà con đồng bào Mơ Nông Ê Đê nơi đây có cuộc sống còn khó khăn, nhưng với tinh thần đồng bào hướng về đồng bào. Người có đậu, người góp 50.000, 10.000, người không có của thì góp công. Sau một đêm, hơn 4 tạ đậu đã được đóng góp, hơn 500 hũ đậu đang được vận chuyển ra Bắc. Bà ở đây thì cũng cực khổ, thì bà thấy ở ngoài đó thì thấy thiên tai lũ lụt cơn bão số 3 thì thấy tội nghiệp quá, thì bà mới ở đây thì ủng hộ cho họ một ít. Xin cầu nguyện chỉ buồn cùng với những gia đình đã mất đi người thân, và cũng mong các đoàn thể cùng các người dân cả nước để chung tay để khắc phục cái hậu quả, để nhằm ổn định cái đời sống bà con. Món quà tuy không lớn nhưng gói ghém trong từng hũ đậu là sự sẻ chia, là tình đồng bào trong lúc hoạn nạn. Tất cả đều nguyện cầu bà con các tỉnh thiên tai phía Bắc sớm vượt qua mọi khó khăn. Thưa quý vị, 18:20 tối qua, chuyến hàng viện trợ của Australia đã đến Hà Nội, bao gồm dụng cụ vệ sinh cá nhân, dụng cụ bếp, chăn, đồ dùng sửa chữa nhà cửa, thảm ngủ, tấm bạt che và màn. Chuyến hàng dự kiến được chuyển ngay lên Yên Bái, nơi bị ngập nhiều nhất với hơn 21.000 hộ dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ nhận số hàng này. Ngoài Australia, Mỹ cũng thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam $1 triệu thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo với các mục đích cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh và các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm. Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai cũng gửi hơn 2.000 bộ dụng cụ gia đình, hơn 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Tổ chức JICA của Nhật Bản sẽ viện trợ 40 máy lọc nước bằng tay, dự kiến hàng viện trợ đến Hà Nội vào ngày 16-17 tháng 9. Tổng công ty Điện lực miền Trung EVN-CPC đã quyết định cử 273 kỹ sư và công nhân lành nghề từ 6 công ty điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tham gia đội xung kích đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Sáng nay thì các đội xung kích xuất phát và sẽ có mặt tại hiện trường vào ngày mai. Bên cạnh nhân lực, đội xung kích EVN-CPC mang theo các phương tiện và sử dụng dụng cụ sửa chữa, thi công lưới điện để đảm bảo chủ động trong quá trình hỗ trợ. EVN-CPC cũng đã thành lập ban chỉ huy tiền phương gồm phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng và các ban chuyên môn như an toàn, kỹ thuật và quản lý đầu tư để phối hợp điều hành tại hiện trường, đảm bảo công việc khôi phục lưới điện diễn ra nhanh chóng và an toàn.
EVN-CBC tự lo toàn bộ công tác hậu cần cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhằm chia sẻ những khó khăn với Tổng công ty Điện lực miền Bắc khi phải đối mặt với thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk. Nếu như 3 năm qua, từ năm 2021 đến năm 2023, địa phương không ghi nhận trường hợp nào mắc sởi, thì sang năm 2024, đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận gần 100 ca mắc và đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trong đó, từ tháng 8 đến nay, thành phố Buôn Ma Thuột có số ca mắc sởi cao nhất với 34 ca. Một số huyện cũng liên tục xuất hiện nhiều ổ dịch với hàng loạt ca bệnh phải nhập viện điều trị. Những ca mắc sởi chủ yếu tập trung chủ yếu ở nhóm từ 1 đến 4 tuổi, chiếm tỷ lệ gần 60%. Hiện nay vẫn còn rất nhiều địa bàn ở tỉnh Đắk Lắk có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ chưa tiêm vaccine trên toàn tỉnh chiếm đến hơn 65%, trong đó tập trung chủ yếu ở những khu vực vùng sâu, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Một số địa phương chưa có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Người dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân. Trong khi đó, theo ngành y tế Đắk Lắk, hoạt động cung ứng vaccine trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân từ các nhà sản xuất chưa đáp ứng, chưa đảm bảo triển khai thực hiện theo kế hoạch. Ngành y tế Đắk Lắk đang theo dõi sát dịch bệnh sởi để có hướng xử lý phù hợp, ngăn không cho các ổ dịch lan ra diện rộng. Sau hơn 30 ngày triển khai kế hoạch cao điểm thu nhận căn cước, giấy chứng nhận căn cước, cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử, công an các đơn vị địa phương tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện để cấp thẻ căn cước cho công dân, đảm bảo đúng tiến độ, quy định, đặc biệt là tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi. Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện kế hoạch cao điểm, Thanh Hóa đã thu nhận trên 470.000 hồ sơ cấp căn cước, trong đó công dân dưới 6 tuổi là hơn 250.000 hồ sơ, công dân từ 6 đến 14 dưới 14 tuổi là khoảng 180.000 hồ sơ. Có hai đơn vị đã cơ bản hoàn thành cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, gồm Công an huyện Quan Hóa, Công an huyện Lang Chánh và 15 đơn vị có số lượng thu nhận trên 50% công dân trong diện cấp căn cước. Trước đó, công an các địa phương đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tránh tình trạng quá tải, chờ đợi kéo dài trong quá trình làm thủ tục, nêu cao tinh thần, làm hết việc, không làm hết giờ. Chiều qua tại thành phố Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh. Chuỗi hoạt động tại ngày hội gồm các chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi Phụ nữ Bình Định khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh tỉnh Bình Định năm 2024, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định đến năm 2030, trao phương tiện sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu với Hoa hậu Hoàng Vũ Hohenie, workshop chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn phụ nữ sử dụng nền tảng mạng xã hội. Chương trình của ngày hội hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa nhận thức của phụ nữ về kinh tế xanh, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ phát triển sản phẩm dịch vụ hay các dự án, đồng thời cùng với các ngành chức năng, lực lượng xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và giúp cho chị em hội phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả. Hôm qua, chương trình giới thiệu du lịch Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã được tổ chức tại thành phố Melbourne nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là kết nối giữa thị trường khách du lịch Australia với miền Trung Việt Nam. Tại chương trình giới thiệu, ngành du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch, gồm không gian kết nối doanh nghiệp, chiếu phim quảng bá du lịch miền Trung Việt Nam, cung cấp thông tin đường bay thẳng kết nối Australia-Việt Nam, các sản phẩm dịch vụ du lịch và tổ chức tọa đàm về tăng trưởng trao đổi khách giữa Australia và miền Trung Việt Nam. Bên cạnh đó, 27 doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình trực tiếp giới thiệu đến các đối tác Australia những sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới dành cho du khách khi đến với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn và dành tặng các voucher cho khách tham dự sự kiện. Miền Di sản Diệu Kỳ là một thương hiệu du lịch chung được Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cùng phát triển, định vị thị trường khách quốc tế, nhấn mạnh giá trị di sản của vùng đất.
Đến đây thì chương trình Nóng cùng V8 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Huế sẽ có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ 15 cho tới 40mm. Cục bộ có những điểm mưa với lượng trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Về nhiệt độ, dự báo khu vực từ Thanh Hóa xuống tới Đồng Hới vì có mưa nên sẽ không quá mức nhiệt là 32 độ C. Còn từ thành phố Huế trở vào cho tới thành phố Phan Thiết thì nhiệt độ cao hơn, trong khoảng là từ 34 đến 35 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo mưa còn tiếp diễn trong hôm nay và ít nhất 2 đến 3 ngày tới ở vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như từ Bình Định trở xuống cho tới Cà Mau, làm tầm nhìn giảm thấp, mưa dông còn dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Với vùng biển từ Quảng Trị trở xuống tới Quảng Ngãi, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa thì dự báo chiều nay trời cũng sẽ có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng với khu vực huyện đảo Trường Sa, cảnh báo gió cấp 5, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Toàn bộ người trên tàu phải mặc áo phao, thường xuyên giữ liên lạc với đất liền như gia đình, lực lượng biên phòng và đài thông tin duyên hải. Nên đánh bắt theo tổ đội để có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa là nơi có thời tiết ổn định, dự báo trong chiều nay thì trời sẽ có mưa dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng phổ biến từ 0m50 đến 1m50. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.